Mày điên quá. Im lại mày đi. Điện thoại đèn mẹ. Thấy điện thoại anh đang quay vậy hả? Chơi không à? Nó có cái đồ để này. Ủa dùng cầm hai cái luôn hả? Ừ, tắt một cái đi. Tắt cái này đi. Ừ. Cái này hay cái kia hôm nay giữ đi. Sao tao giữ? Ủa của anh hai mà. Đi nè, đi nè, đi nè. Mày móc một cái chị, một cái vô xem, một cái mày cầm đi. Tắt mới một cái đi. Ủa, anh quấy gì vậy? Tắt cái đó đi. Dạ anh hai chim đi. Anh thanh quấy gì? Quấy gì đâu? Nè, chim đi. Nè. Anh hai chim đi. Ừ.